Đây, có ai thấy cây này bao giờ chưa? Đó. Lá thì màu xanh đậm. Hoa thì hình hình như cái búp sen đấy mọi người ạ. Thực ra thì cây này là cây bạch đồng nam hay sao vậy mọi người? Mọi người trên mình trồng để lấy cái lá của nó này để đun trị ngứa ngáy ghẻ lở, nói chung là trị ngứa đấy. Cây này đấy. Ở đây cây này có rất nhiều loại, cây là cây hoa đỏ, bên này có cây cây hoa trắng nhưng mà thân của nó lại màu tím đó. Hoa trắng thân của nó lại màu tím, còn có một loại mà lá của nó xanh nhưng mà hoa của nó màu trắng gần như cái này cơ, nó kiểu gần như cái này không ạ.